Vị thuyền trưởng CEO Hoàng Hữu Thắng được biết đến là một người khởi nghiệp từ 4-0, không tiền, không quan hệ, không kinh nghiệm và không khách hàng. Nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, vị thuyền trưởng này cùng các cộng sự đã chèo lái con thuyền Intech Group từ những ngày khó khăn đến một tập đoàn nghìn tỷ. Các sản phẩm cơ khí chính xác của tập đoàn đã xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người lao động, cũng như đóng góp nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Hoàng Hữu Thắng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại huyện miền núi Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Trải qua tuổi thơ nghèo khó, nhiều sóng gió, nhưng ông vẫn quyết đứng lên bằng được và nỗ lực để chạm đến thành công. Ông quan niệm, sinh ra một lần, sống có một lần, nên sẽ sống để nói ra ít nhất hai từ giá như. Với suy nghĩ thành công là giúp được nhiều người thành công và hạnh phúc, thôi thúc ông ghi lại hành trình khởi nghiệp, những kinh nghiệm vượt qua để thành công là bài học cho những bạn trẻ. Cuốn sách ghi lại cuộc đời khởi nghiệp của ông, đối mặt với gian khó và cách vượt qua. Cuốn sách được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng, động lực và niềm tin cho người trẻ trong cuộc sống cũng như khởi nghiệp. Những ai mà biết đến tôi thì cũng đều hiểu cái câu chuyện là lớn lên và trưởng thành của tôi, đặc biệt là cái câu chuyện khởi nghiệp của tôi từ một cái nền tảng nó rất là khó khăn như vậy. Và với cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ và ngã lại đứng dậy, và tôi đã quyết đứng lên bằng được để thay đổi chính bản thân mình và thay đổi cuộc đời. Đồng thời thì là trong cái quá trình đấy tôi cũng học hỏi được rất nhiều cái giá trị và trải nghiệm được rất nhiều cái thực tế. Và tôi đã đúc rút lại cho chính bản thân mình để vận dụng cho bản thân mình chạm đến thành công. Và tất cả những cái điều này thì tôi cũng mang một cái tâm huyết là đúc rút lại và trao lại vào từng trang sách nhằm là gì? Mang lại những giá trị cho bạn đọc mà có duyên tiếp cận đến những trang sách này. Và thông qua từng trang sách này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với lại những bạn có duyên với cuốn sách là tôi có thể làm được những điều mà tôi chia sẻ trong cuốn sách thì bạn cũng hoàn toàn có thể làm được. Và tôi tin rằng là nếu chúng ta đủ khát vọng, nếu chúng ta đủ quyết tâm và chúng ta dám dấn thân, không sợ khó, không sợ khổ thì tôi tin rằng là gì? Bạn có thể là một người đang rất bình thường nhưng có thể làm được những cái điều phi thường ở tương lai và thành công sẽ chạm đến với bạn. Tôi mong rằng là bạn sẽ là những cái cánh tay nối dài để truyền những cái thông điệp tích cực cho cộng đồng, cho xã hội để làm sao mà chúng ta cùng kiến tạo nên một cộng đồng, một xã hội hạnh phúc và thành công. Tại lễ ra mắt sách, tác giả Hoàng Hữu Thắng chia sẻ, tôi trải qua quá trình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và phải thành lập công ty tại nhà trọ, nhưng với ý chí, nghị lực và cách làm đúng, cách bắt đầu phù hợp với những gì mình có, tôi đã gặt hái được những thành công nhất định. Tôi muốn chia sẻ những giá trị và bài học của giai đoạn này đến bạn đọc nhằm mang lại thật nhiều giá trị đến cộng đồng. Mong bạn đọc có được mục tiêu, lý tưởng sống để có thêm động lực mỗi ngày và luôn tỉnh thức, sáng suốt để có được một cuộc đời ý nghĩa, đáng sống và hạnh phúc trong từng giây phút. Điều đặc biệt của dự án phát hành cuốn sách chính là toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc bán sách sẽ được dùng cho quỹ từ thiện mang tên Chắp cánh ước mơ, kết hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để thực hiện việc xây trường học, xây thư viện cho các huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Các em học sinh không có điều kiện tốt để tiếp cận với thông tin và tri thức. Vì vậy, mỗi cuốn sách bán ra sẽ giống như một viên gạch góp sức xây dựng trong dự án này. Ngay trong lễ ra mắt, ông Hoàng Hữu Thắng đã trao tặng 400 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.